Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình và mình là Nhung đây. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái video, đó chính là tất cả những cái tip mà mình đã áp dụng trong vòng 2 năm qua để có một cái ngoại hình như thế này. Thì mình sẽ cho mọi người xem cái hình ảnh của mình cách đây 2 năm trước và mình của hiện tại bây giờ. Mình cũng đã từng trải qua một cái khoảng thời gian tự ti về ngoại hình rất là nhiều. Mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái tip mà mình đã áp dụng để trở nên xinh đẹp hơn nha. Go! Đầu tiên chúng ta sẽ nói về làn da. Đây là hình ảnh của mình cách đây rất là lâu rồi. Nếu mà mọi người đã theo dõi mình từ hồi trước thì các bạn có thể thấy được là làn da của mình bây giờ trắng hơn rất là nhiều. Và đây chính là cách mà mình đã dưỡng da body. Thật ra là cái cách mà mình đã dưỡng da body thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên sẽ là tẩy tế bào chết body. Thì mình sẽ nêu công dụng tẩy tế bào chết body. Về tẩy tế bào chết body, theo mình biết nó là một cái dạng thì bình thường người ta hay gọi là ghép ấy mọi người. Đấy, thì khi mà mọi người dùng một cái vật gì đấy mà mọi người kỳ thì nó sẽ ra ghép. Và tẩy tế bào chết cũng thế, tẩy tế bào chết không giúp trắng da lên được, nó sẽ giúp cái làn da có thể thẩm thấu những cái bước mà mình dưỡng ở những cái bước sau nó tốt hơn. Và đấy là lý do cần phải tẩy tế bào chết body nha mọi người. Và mình tẩy tế bào chết body 3 lần trên 1 tuần. Và mỗi lần tẩy tế bào chết body thì mình sẽ sử dụng, mình sẽ massage nhẹ nhàng trong vòng 10 đến 15 phút. Ok. Và đây chính là cái sản phẩm mà mình dùng, đó chính là tẩy tế bào chết body đô. Cái loại này chắc chắn là rất là hot và mình nghĩ là rất nhiều bạn biết đến nó rồi ấy. Hoặc là mọi người có thể dùng của Hella là cái cà phê ấy, thì cũng rất là ok. Và đây chính là hai cái loại mà mình dùng, đầu tiên là Hà Macca Lựu. Hai loại này thì rất là thơm luôn rồi. Mình dùng rất là lâu rồi, mình dùng rất là nhiều mũ rồi ấy. Sau khi xong cái bước đấy rồi thì sẽ đến với cái bước là sữa tắm. Mọi người có thể lựa chọn những cái loại sữa tắm có công dụng là trắng da chẳng hạn, hoặc là cái công dụng là dưỡng ẩm hay là mềm mịn da gì đấy. Sữa tắm thì cái khoảng thời gian mà mình còn ở với mẹ ấy, mọi người, thì sữa tắm mẹ mình mua cái loại gì thì mình dùng loại đấy thôi. Đối với mình thì sữa tắm lại không quan trọng lắm nha mọi người. Và cuối cùng là Slow White. Trời ơi mọi người ơi, Slow White là mình đã dùng nó rất là lâu rồi. Và mình không biết là mình mua cái em này, cái tip mà hiện tại bây giờ mình đang cầm là tip thứ mấy nữa, bởi vì mình dùng rất là nhiều rồi. Slow White này thì mình sẽ dùng vào ban ngày. Đấy, những cái bước dưỡng của mình chỉ có như thế thôi mọi người ạ. Và ban đêm thì mình chỉ tắm thôi. Mà muốn dưỡng trắng ban đêm ý, thì mọi người cũng có thể sử dụng thêm Vaseline. Vaseline thì mình cảm thấy là một cái loại mỏng nhẹ nhất rồi ý. Nhưng mà Vaseline thì sau khi mà mình sử dụng một thời gian dài, mình cảm thấy nó lôi lông sẽ mọc nhanh hơn bình thường ý. Thì nên là mọi người nên cân nhắc nha. Hiệu quả thì chắc chắn là trong khoảng thời gian ngắn thì chắc chắn là sẽ không có hiệu quả luôn đâu. Mà mọi người sẽ phải sử dụng trên 6 tháng trở lên thì mọi người sẽ thấy cái hiệu quả của nó ok hơn. Và chắc chắn là một ngày nào mọi người cũng phải sử dụng. Và đây chính là cái kết cấu kem của nó. Mình sẽ test lên tay cho mọi người xem cái sự khác biệt. Thật sự là mình cảm thấy cái loại này nâng tông rất là tự nhiên luôn. À đúng rồi, tiện thể thì mình cũng muốn giới thiệu đến cho mọi người, mình vừa mới lập một cái group này sẽ là nơi để mình bắt đồ cũng như là chúng mình giao lưu trò chuyện với nhau. Mình sẽ gắn link ở phần mô tả, bạn nào có nhu cầu thì có thể ấn vào tham gia nha. Sự khác biệt chưa, tay này mình đã bôi rồi và tay này là mình chưa bôi này. Đó, và đấy chính là những cái tip mà mình đã áp dụng để giúp cái làn da body của mình trở nên trắng hơn. À còn một cái nữa mình muốn bật mí cho mọi người là nếu như mà bạn nào mà ăn được cà chua sống thì mọi người cũng có thể ăn cà chua sống. Có một khoảng thời gian mà mình đi học với mọi người là cứ sáng ra là mình sẽ cầm một quả cà chua để mà mình ăn. Mình ăn đều đặn luôn, ngày nào mình cũng ăn. Mình cảm thấy làn da hồng hào lên khá là nhiều. Đấy là một cái tip mà mình nghĩ là các bạn nên áp dụng thử, bởi vì biết đâu nó có hiệu quả. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với da mặt. Hiện tại bây giờ cái làn da mà mọi người đang thấy là đang có cái lớp make rồi. Thì dưỡng da mặt thì mọi người có thể xem đây là hình ảnh của mình cách đây khoảng tầm vẫn là 2 năm trước. Mình bị mụn rất là nhiều. Mọi người nên né cái sản phẩm này ra, bởi vì trước kia làn da của mình không hề bị mụn một chút nào. Nhưng mà chỉ vì một phút lơ là mình đã sử dụng cái sản phẩm mà mình không tìm hiểu kỹ, đó là Trang Ala. Đấy mọi người, đấy mọi người có thể nhìn ở trong cái hình ảnh này. Thì mọi người có thể né nó ra bởi vì nó là một cái sản phẩm có chứa kem trộn. Mình sử dụng khoảng tầm một tháng thì bị mặt của mình bị bùng mụn mọi người ạ. Và từ đấy về sau thì da của mình yếu đi rất nhiều. Có đi khám, mình có đi khám ở Da Liễu và mình đã phải uống thuốc bôi liên tục trong vòng 2 năm trời. Và mỗi ngày mình phải uống rất là nhiều thuốc luôn. Đấy cũng là một cái điều mà mình hối hận nhất từ trước đến giờ, bởi vì mình đã sử dụng nó. Hiện tại bây giờ da mặt của mình vẫn chưa hết mụn đâu mọi người ạ. Vẫn còn rất là nhiều mụn luôn. Thế nên là mình cũng chưa dám quay video cách trị mụn hay là như thế nào cả, bởi vì đơn giản là da mặt của mình hiện tại bây giờ vẫn còn mụn rất là nhiều. Nó sẽ lên từng đợt, nghĩa là sẽ có lúc mặt của mình rất là mịn, nhưng mà cũng sẽ có lúc mặt của mình lên mụn rất là nhiều. Đấy là lý do tại sao mình không lên cái video trị
mụn cho mọi người, bởi vì bản thân của mình hiện tại vẫn chưa hết mụn. Mà bạn nào ở Hà Nội mà mọi người bị da mụn nó quá nặng hoặc là mọi người không biết phải làm như nào thì mọi người có thể đi khám da liễu nha. Và đây chính là cái cơ sở da liễu mà mình đi khám. Chỗ này rất là ok, bạn nào mà ở Hà Nội thì cũng có thể đi khám. Và tất cả những cái liệu trình skincare hiện tại của mình là đang theo bác sĩ da liễu. Mỗi người sẽ có một cái làn da khác nhau. Có thể là da mặt của mình hợp với sản phẩm này, nhưng mà chưa chắc da mặt của mọi người có thể hợp với sản phẩm mà mình đang dùng. Thế nên là mình không dám chia sẻ cho mọi người đâu. Tốt nhất mọi người nên đi khám da liễu. Mình thấy nhiều bạn hỏi nhất là kem chống nắng hiện tại mình đang dùng, đó chính là em này. Em này thì mình không khuyến khích mọi người dùng lắm, bởi vì chỉ giúp nâng tông. Nâng tông thì mình cảm thấy nâng tông khá là tự nhiên. Sẽ khi mà mọi người tiết mồ hôi hay là đụng một xíu nước thôi là nó sẽ bị cái vệt trắng sữa ấy. Đấy là lý do mà mình không muốn chia sẻ cho mọi người ấy. Nhưng mà nếu mà bạn nào cần thì cũng có thể sử dụng cho mọi người. Bạn nào mà có mụn không nên tự chữa mụn ở nhà nếu như mà mụn nặng thì nên đi da liễu. Sẽ khám xem da mặt hiện tại các bạn đang gặp là tình trạng gì để bác sĩ có thể kê cho mọi người cái liệu trình skin care nó khoa học hơn, phù hợp với cả da mặt mọi người hơn. À, tiếp theo cái thay đổi tiếp theo của mình đó chính là về mái tóc. Mình thấy rất là nhiều bạn hỏi cái tip mà mình đã dưỡng tóc. Trời ơi, chắc là mọi người thấy tóc của mình thay đổi nhiều lắm đúng không? Bởi vì trước kia cái tóc của mình là như thế này. Tóc màu hồng của mình hồi trước, cái tóc đấy là mình đã phải tẩy 4 lần. Và mọi người biết rồi đấy, khi mà tóc của mình sử dụng hóa chất, nhất là tẩy tóc, thì tóc của mình sẽ bị sơ rất là nhiều. Và cái khoảng thời gian để tóc mình như cái chổi luôn mọi người ạ. Bắt nguồn từ cái việc mà mình cảm thấy là cái răng, cái tóc là các con người. Mình nghĩ là một người con gái tóc đen mà thẳng rồi dài thì nhìn sẽ rất là xinh. Và sau khi mà mình nghĩ là mình cần phải thay đổi tóc của mình cần phải dưỡng tóc của mình. Và sau đấy là mình đã lên trên YouTube, mình xem cái video của chị này. Đây mọi người ạ, đây mình sẽ để ở đây cho mọi người. Thật sự là nó có hiệu quả nha. Khoảng thời gian mà tóc của mình bị sơ rồi, mình đã thử nghiệm qua rất là nhiều loại dầu gội luôn mọi người ạ. Và mình cảm thấy cái loại dầu gội này rất là khá là ok. Cảm giác khi mà gội cái dầu gội này ấy, là nó mềm tóc rất là nhiều. Đấy thì mọi người có thể sử dụng qua thử. Cái khoảng thời gian trước kia mình dùng dưỡng rất là nhiều. Và đây chính là những cái bộ sản phẩm mình dùng dưỡng. Và hiện tại bây giờ thì mình không có dùng dưỡng nữa, mà mình tối thiểu thôi mọi người ạ. Một cái điều mà nếu như mà mọi người muốn mọc tóc nhanh thì chắc chắn là không thể thiếu là tinh dầu bưởi xanh rồi. Mình dùng cái loại này. Muốn tóc dài nhanh, tóc dày và mọc tóc con thì không thể thiếu tinh dầu bưởi nha mọi người. À, hiện tại bây giờ mình đang sử dụng là sản phẩm này. Em dưỡng này nha mọi người. Đó. Dưỡng này và bôi ở chân tóc. Pha đều và bôi ở chân tóc. Đây nha mọi người. Mình sẽ bôi ở chân tóc như thế này. Và mình cũng thấy rất nhiều bạn hỏi mái của mình là mái gì. Nó chẳng là mái gì cả mọi người, nó chỉ là một cái mái dài thôi. Đây mọi người có thể thấy được này. Cái đợt trước là, đây cái video không nói đâu xa. Cái video cái đợt trước mà mình chia sẻ cái tip cho mọi người ấy, là mái của mình đang là mái ngố. Và lúc đấy là mình có tẽ ra hai bên, xong rồi cứ nuôi đến tận bây giờ thì nó được như thế này mọi người ạ. Còn về cái cách, cái phong tóc của mình, cái cách mà mình ấy tóc ấy, thì cái đợt trước có thể mọi người thấy là tóc của mình là như thế này. Đây mọi người ạ. Và mình cảm thấy là, ui, nhìn nó kiểu bị trẻ con ấy. Đấy. Thì đây mọi người có thể thấy cái ngôi tóc của mình nó là như thế này. Và sau đấy là mình cảm thấy là kiểu để sang bên này thì nhìn là sẽ trưởng thành hơn. Thế nên là mình đã để sẽ ngôi bằng cách là cái tóc, ngọn tóc bên này sẽ là nhìn nó sẽ nhiều hơn cái tóc bên này. Đấy, chỉ thế thôi mọi người ạ. Và sau khi đấy thì nhìn cái phong tóc của mình nó sẽ ok hơn. Đó. Nó đến cái là tự nhiên thôi ấy. Về mũi của mình, mũi và cái mặt của mình lại sâu ảnh cách đây khá lâu rồi. Và mình hiện tại bây giờ thì mọi người có thể thấy được là cái nét mặt của mình nhìn nó có nét hơn, nhìn sắc sảo hơn, nét ưa nhìn hơn trước rất là nhiều. Đầu tiên là về phần cằm, mình nghĩ là cái này nó rất là quan trọng luôn đấy mọi người. Và cái này là mình chia sẻ thật luôn. Cái lúc đấy mình cảm thấy rất là tự ti về cái phần mặt này. Và mình nghĩ là cái mặt của mình bị to là do béo mọi người ạ. Do cái mặt của mình là bị béo. Thế nên là mình đã, đây là cái bài mà mình đã áp dụng để cho cái khuôn mặt của mình bây giờ nó góc cạnh rất là nhiều. Đây mọi người có thể thấy được này. Cái đợt trước là cái phần mặt của mình nhìn ngắn và bị bè ra. Và thật sự là cái bài này mọi người phải kiên trì nha mọi người. Đây là cái bài mà mình đã áp dụng, thật sự là có hiệu quả 100%. Mình cam kết với mọi người là mọi người phải kiên trì. Cái đợt đấy là một ngày mình tập 2 lần và thật sự là nó có hiệu quả nha mọi người. Mọi người có thể, nếu như mà mọi người không tin thì mọi người có thể lướt xuống cái bình luận của cái bài này thì rất là nhiều bình luận đánh giá tích cực. Và lúc đấy là mình vô tình, cũng gọi là một cái duyên, mình vô tình nhìn thấy cái video này và mình đọc bình luận ấy, mình cảm thấy là rất là nhiều comment đánh giá tích cực. Và có thậm chí có những người mà người ta tập
một thời gian dài và người ta quay lại người ta đánh giá được cái kết quả của nó luôn. Thì mọi người có thể tập cái bài đấy nha. Nếu như mà mặt của mọi người bị to mà do khoai hàm ấy, ngoại trừ phẫu thuật thẩm mỹ ra thì không có cách nào cả. Đó, thì đấy là cái cách mà mình đã áp dụng. Tiếp theo là về mũi. Đây, mọi người có thể nhìn thấy mũi của mình hiện tại bây giờ là có make up rồi nhưng mà đã thon hơn trước được rất là nhiều. Và cái lúc đấy mình cảm thấy là mặt của mình rất là thích mũi cao. Thật sự là mình rất thích mũi cao. Mỗi lần mà đi qua mấy chị xinh đẹp hoặc là những cái video mà về mũi, thật sự là mình mê lắm mọi người. Thậm chí có những lần mà mình thích mũi cao đến cái mức mà tức là mình ước mũi của mình được cao đến cái mức mà mình ngủ mơ luôn ấy mọi người, ngủ mơ luôn ấy. Chỉ nghĩ, nói chung là hồi đấy mình buồn cười lắm mọi người, cũng chỉ nghĩ đơn giản là tế là như này thôi. Khi mà mọi người cầm cái điện thoại mà cầm lướt tin nhắn nhiều và cái ngón áp út này, cái ngón út này sẽ chạm vào cái điện thoại và khi mà nó cọ sát nhiều thì cái ngón út của mọi người thậm chí nó còn bị lõm vào. Đấy, thì mình suy ra từ cái đấy và mình nghĩ là tại sao mình không vuốt mũi nhỉ? Lên trên mạng mình kiếm được nhiều bài tập vuốt mũi thì mình thấy là người ta làm bị phức tạp ấy, mà mình chỉ đơn giản là cái đầu mũi của mình bị to và mình vuốt cho nó nhỏ hơn thôi. Và mình còn tưởng tượng là cái tốc độ dậy thì rất là nhanh luôn ý, bởi vì mình lớn theo từng ngày luôn mọi người. Nếu như mà mình tác động nhiều thì chắc chắn là sẽ có sự thay đổi. Thế nên là từ đấy về sau mình biết đến vuốt mũi. Và cái động tác vuốt mũi của mình sẽ như thế này. Mình sẽ đều hai tay, mình sẽ đan lại vào nhau và sẽ dùng hai cái ngón to nhất này, mình vuốt lên như thế này. Đấy, mình cứ vuốt lên như thế này luôn mọi người ạ. Đó. Mọi người lưu ý là những bạn nào mà bị cái vấn đề về mũi ấy, ví dụ như bị xoan hay bị viêm này kia thì không nên thực hiện nha. Còn những bạn nào mà mũi bình thường thì mọi người có thể thực hiện. Và cái mũi này thì mình thấy rất nhiều bạn hỏi là Nhung vuốt mũi khoảng bao nhiêu giờ trên một ngày. Thì không, mình không cố định giờ nhé mọi người. Rảnh là mình vuốt. Ngay cả đi vệ sinh, đút điện thoại hay làm gì thì mình cứ như thế này. Thậm chí đi học, nghe cô giáo giảng bài mình cũng vuốt mũi luôn mọi người ạ. Mình cứ như thế này thôi ấy. Đấy, và khoảng tầm 2 năm sau mình quay lại để mình nhìn cái hình ảnh trước kia của mình và bây giờ thì mình thấy nó có hiệu quả thật sự. Cái động tác vuốt mũi của mình là như thế này. Mình cứ vuốt lên như thế này, hoặc là mọi người đan tay lại như này và mọi người vuốt lên như thế này. Đấy, mọi người kiên trì cứ như thế trong khoảng thời gian dài thì chắc chắn sẽ có hiệu quả. Nhưng mà cái này chỉ áp dụng được cho những bạn nào mà đang tuổi dậy thì thôi nhá. Còn bạn nào mà quá rồi thì mình nghĩ là không có tác dụng đâu. Cũng giống như em bé thì hồi nhỏ ấy, các mẹ hay vuốt mũi cho bé để cho sau này mũi bé cao ấy, bởi vì nó có tác dụng thật sự. Cái tuổi nhỏ mà lớn lên mà mọi người, cái khoảng thời gian mà mình trưởng thành ấy, khi mà mình tác động lên nó nhiều thì chắc chắn sẽ có sự thay đổi rồi. Đấy là cái mà mình suy luận ra và mình áp dụng và nó thật nha mọi người. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế này, mũi của mình bây giờ so với mũi của mình hồi trước thì thon và cao hơn rất là nhiều. Mình không nói là vuốt mũi sẽ giúp mọi người, mũi của mọi người sẽ gọi là cao một cách vượt bậc, hay là tự dưng cái sóng mũi của mọi người nó lồi ra hay như nào, mà vuốt mũi chỉ với mục đích duy nhất là cái đầu mũi của mọi người sẽ thon lại được. Tiếp theo là về giảm cân. Người của mình không được thon gọn như thế này đâu mọi người ạ. Người của mình kiểu như nó hơi mũm mĩm một chút xíu ý. Đấy, và mình đã áp dụng cái cách giảm cân của mình là như thế này. Giảm cân thì rất là nhiều cách luôn mọi người, thật sự là rất là nhiều cách luôn. Và mình tuyệt đối mọi người không nên sử dụng thuốc nha, mà mọi người giảm cân một cách nó healthy. Và thời gian giảm không ăn đồ ngọt, không ăn vặt, không ăn đồ dầu mỡ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình giảm dần một bữa ăn, là mình giảm dần. Ví dụ như bình thường trung bình một bữa mình ăn 2 bát cơm đúng không, thì hôm nay mình chỉ ăn 1 bát cơm thôi. Và trước khi ăn cơm thì mình uống một cái ly nước để cho bụng mình no sẵn ấy, thì sẽ không ăn được nhiều và vẫn cảm thấy no. Đó là một cái tip ăn những cái thực phẩm ít calo. Cái đợt trước khi mà mình giảm cân ấy thì mình nhìn calo rất là nhiều. Khi mà mình làm một cái thứ gì đấy vào cơ thể của mình là mình đều nhìn cái calo của nó luôn mọi người ạ. Những cái thực phẩm mà ít calo là khoai, dưa chuột, chuối cũng rất là ít calo luôn này. Ngoài ăn ít lại và ăn những cái đồ healthy, đồ luộc như rau luộc, đồ ít tinh bột và ít calo. Bài tập mà mình tập giảm cân, tập cardio, thật sự là tập rất là mệt luôn. Có khoảng thời gian mình tập đến cái mức mà bị ốm luôn đấy mọi người, nên là đốt calo rất là đỉnh luôn. Điều là tập bài đấy rất là mệt nha mọi người. Mọi người có thể tập 15 phút thôi cũng được. Đấy là cái tip mà mình đã áp dụng để giúp mình giảm cân với make up. Đợt trước là mình không biết make up. Nói chung là con gái phải biết make up nha mọi người. Make up sẽ giúp mọi người xinh hơn rất là nhiều luôn. Nó là một cái món quà mà tạo hóa ban cho con gái chúng mình luôn ý. Nên là mọi người là con gái là phải biết make up nha. Cái lúc đấy là mình không biết make up là gì luôn. Khoảng thời gian mà mình muốn học make up ý, là mình xem rất là nhiều video make up luôn. Lúc nào mình cũng xem, mình xem 24/24. Thậm chí đi tắm hay là đi vệ sinh mình cũng xem video make up luôn. Và từ đấy về sau nó tự ngấm vào đầu của mình. Thực hiện ngày nào mình cũng make up luôn, ngày nào mình cũng make up. Và mình cứ như thế rồi dần dần tự dưng biết make up mọi người ạ. Nó một cách là tự nhiên thôi ý.
Và đây chính là cách mà mình tham khảo, mọi người có thể lên trên này mọi người xem một số cái cách để tham khảo. Nhưng mà mọi người lưu ý là phải thực hành rất nhiều thì mới kết luận được là cái layout makeup nào nó phù hợp với cả mặt của mọi người. Cứ xem thôi mọi người. Và sau đấy là học makeup dần dần. Hỏi mình là về cái vấn đề nách ý, hoặc là lông tay, lông chân chẳng hạn, thì mình sử dụng phương pháp gì? Lông tay, lông chân của mình thì nói chung cũng khá là nhiều mọi người ạ. Nhưng mà trước kia thì mình có sử dụng phương pháp là quát lông. Quát lông thì khá là đau. Nhưng mà sau khi mà mọi người để cho nó, tất nhiên là quát lông không bằng trị lông. Trị lông thì mọi người sẽ sử dụng công nghệ nó tiên tiến hơn. Còn quát lông thì nó chỉ mất lông, giúp lông của mọi người mất tức thời một thời gian ngắn thôi, sau đấy là sẽ mọc lại. Nhưng mà để tiết chế lông của mọi người, hạn chế mọc lại, thì mọi người có thể sử dụng mỡ chăn nha. Mỡ chăn thì cũng sẽ giúp lông của mọi người dần dần thì sẽ mọc ít lại đó. Về dưới cánh tay thì mình dùng Nivea đây nhé, thật sự rất là thơm luôn ý. Và mình sử dụng một thời gian rất là lâu rồi, mình sử dụng lâu lắm rồi ý. Cái thứ nhất là giúp khử mùi, thứ hai là thật sự là em nó có mùi rất là thơm, thậm chí là còn có thể thay nước hoa luôn ý, bởi vì mùi rất là thơm luôn. Nên là bạn nào mà tự ti phùng dưới cánh tay ý, thì mọi người có thể sử dụng cái sản phẩm này nha. Thế rất nhiều bạn hỏi là mình dưỡng môi như thế nào. Dưỡng môi của mình thì rất đơn giản thôi mọi người ạ, đó chính là Vaseline. Và cái Vaseline mình dưỡng môi thì sau khi mà mình tẩy trang xong rồi thì mình sẽ dưỡng môi, mà mình sẽ mua một cái lớp dày ở trên môi, sau đấy là ngủ dậy là tẩy nó đi thôi, thậm chí nó còn giúp tẩy tế bào chết môi luôn cơ. Đấy là tất tần tật những cái tip mà mình đã áp dụng để trở nên xinh đẹp hơn. Mình mong rằng là video này sẽ có ích cho mọi người. Giờ thì bye bye mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình, mong rằng video này sẽ có ích đến cho mọi người. Bye bye.